Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin của VietTV Canada. Tiếp theo là các bản tin có liên quan đến Việt Nam và thế giới. Thưa quý vị, Đức chỉ trích bản án đối với Hoàng Bình. Quan chức đặc trách về nhân quyền của chính phủ liên bang Đức, bà Barbara Kofler, vào ngày 7 tháng 2 ra tuyên bố chỉ trích việc chính phủ Hà Nội kết án nhà hoạt động nhân quyền Hoàng Bình 14 năm tù giam và 2 năm tù cho ông Nguyễn Nam Phong trong một phiên xử diễn ra Nghệ An vào ngày 6 tháng 2. Tuyên bố đã chỉ trích chính phủ Hà Nội tiếp tục đường lối kìm hãm xã hội dân sự, tự do chính kiến và tự do biểu tình. Đó cũng là sự vi phạm các công ước quốc tế mà chính Việt Nam đã ký kết. Trong trường hợp nhà hoạt động Hoàng Đức Bình, phía Đức cho rằng ông trở thành nạn nhân của nền tư pháp hình sự chính trị khi đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của người dân tại khu vực miền Trung do tác động của thảm họa Formosa. Bà Barbara Kofler kêu gọi chính phủ Hà Nội không bắt giam những người dân nhận thức được quyền của bản thân, kết nối xã hội dân sự nêu lên những yêu cầu chính đáng trong quá trình ra quyết định chính trị. Bà Barbara Kofler cũng kêu gọi việc trả tự do ngay cho những đối tượng này. Trong khi đó, thì Hoa Kỳ cũng lên tiếng về bản án đối với nhà hoạt động Hoàng Bình. Thưa quý vị, Hoa Kỳ đã quan ngại sâu sắc về bản án mà nhà chức trách Việt Nam tuyên phạt đối với hai nhà hoạt động môi trường ôn hòa, đó là Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong. Đó là nội dung trong tuyên bố của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert đưa ra vào ngày 6 tháng 2, ngay sau khi diễn ra phiên xử đối với hai ông Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong tại Nghệ An. Trong tuyên bố được đưa ra, Hoa Kỳ đã bày tỏ sự lo lắng trước tình trạng gia tăng đàn áp những người hoạt động ôn hòa từ năm 2016 đến nay tại Việt Nam và kêu gọi chính phủ Cộng sản Việt Nam hãy trả tự do ngay lập tức cho các tù nhân lương tâm, những người bị bỏ tù vì bày tỏ chính kiến của mình một cách ôn hòa. Hoa Kỳ đã kêu gọi Việt Nam bảo đảm việc thực thi luật pháp của mình, nhất quán với những cam kết của Việt Nam với thế giới về nhân quyền, cũng như là tôn trọng chính bản hiến pháp của mình. Tuyên bố lặp lại rằng tất cả mọi người có quyền cơ bản như tự do biểu đạt, quyền lập hội và tụ tập ôn hòa. Việt Nam, Trung Quốc cam kết đẩy mạnh quan hệ nhiều mặt. Đó là nội dung được đưa ra trong cuộc gặp gỡ giữa Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Chí Vịnh, và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn bên lề hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN tại Singapore ngày 5 tháng 2. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí sẽ cùng tổ chức tốt giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ 5 trong năm nay. Tin trong nước loan đi cho biết, những quan ngại về diễn biến phức tạp của tình hình Biển Đông gần đây được hai vị Thứ trưởng Bộ Ngoại giao mang ra bàn. Cả hai bên cho rằng đã đạt được một số tiến triển và có sự hiểu biết lẫn nhau trong cơ chế đàm phán trên biển. Ngoài ra, các vấn đề hợp tác trong kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai quốc gia cũng đã được thảo luận và nhất trí giải quyết những khó khăn còn tồn tại để một số sản phẩm của Việt Nam có thể tiếp cận thị trường Trung Quốc. Khó đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC trong năm 2018. Thưa quý vị, phát biểu với báo giới sau cuộc gặp các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN ở Singapore vào hôm ngày 7 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore cho hay các quốc gia ASEAN hy vọng đẩy nhanh việc đàm phán Bộ Quy tắc về ứng xử của các bên trên Biển Đông, được viết tắt là COC, nhưng không trông đợi là có thể đạt được một thỏa thuận chung trong năm nay. Bộ trưởng Quốc phòng Enhan đã nói rằng các nước vẫn hy vọng có thể đẩy nhanh tiến độ đàm phán, nhưng đây là vấn đề hết sức phức tạp. Ông nói tranh chấp trên Biển Đông giữa các nước là một vấn đề đã có từ lâu, nên việc hy vọng đạt được một COC trong năm nay là điều không thực tế. Được biết, Trung Quốc và 10 nước thành viên ASEAN đã đạt được một bộ khung thỏa thuận ở Biển Đông vào tháng 8 năm ngoái, và từ đó hai phía đã bắt đầu các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, Trung Quốc gần đây đã gia tăng việc quân sự hóa khu vực Biển Đông với việc hoàn tất các cơ sở quân sự trên các đảo nhân tạo mà nước này đang chiếm đóng tại đây. Thưa quý vị, ASEAN và Trung Quốc sẽ tập trận chung trong năm 2018. Tại hội nghị không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN ở Singapore diễn ra hôm 7 tháng 2, các nước ASEAN và Trung Quốc đã nhất trí tiến hành tập trận chung trong năm nay. Thông tấn xã Việt Nam trích nguồn tin ASEAN cho biết, hai bên đã nhất trí tiến hành cuộc tập trận hàng hải ASEAN-Trung Quốc hai lần trong năm. Cũng theo thông tấn xã Việt Nam, cuộc tập trận đầu tiên sẽ diễn ra tại vùng biển của Trung Quốc vào tháng 10. Cuộc tập trận thứ hai diễn ra ở vùng biển của một nước ASEAN, nhiều khả năng là Philippines, và vào cuối tháng 11 hoặc 12. Được biết, vào năm 2015, Trung Quốc cũng đã đề nghị các nước ASEAN tiến hành tập trận chung, nhưng một số nước đã từ chối vì cho rằng Bắc Kinh muốn tập trận ở vùng nước có chủ quyền chồng lấn. Bản tin tiếp theo có liên quan đến tình hình thế giới cho hay, thi thể của 12 người nhập cư Pakistan sẽ được trả về cố quốc.
Thưa quý vị, truyền thông quốc tế loan báo, thi thể của 12 người nhập cư bất hợp pháp gốc Pakistan, vốn từng bị chết đuối ngoài khơi Libya, đã vừa được trục vớt lên bờ và đưa đến một nhà xác ở thủ đô Tripoli vào ngày thứ Tư ngày 7 tháng 2. Sau quá trình giảo nghiệm pháp y, xác người sẽ được chính quyền hồi hương về lại cố quốc. Hầu hết những thuyền nhân này đều được xác nhận đến từ thành phố Gujarat ở mạn bắc của Pakistan. Tổng cộng 32 người nhập cư Pakistan đã có mặt trên tàu khi chiếc thuyền bị chìm trong hải phận Libya vào rạng sáng thứ Sáu ngày 2 tháng 2 vừa qua. Có rất nhiều người nhập cư bất hợp pháp đến từ Phi Châu và Trung Đông đã liều mình vượt biên xuyên Địa Trung Hải để sang tị nạn ở các quốc gia Âu Châu như là Ý Quốc và Hy Lạp thông qua nước trung chuyển Libya. Tính từ đầu năm cho đến nay, có hơn 3.500 di dân lậu đã vượt biên từ Libya sang Ý Quốc, thấp hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái, thể theo thống kê của Bộ Nội vụ Rome. Thưa quý vị, một người Palestine bị bắn thiệt mạng sau khi tấn công binh sĩ Israel ở Tây Ngạn. Một nguồn tin quân sự vào ngày thứ Tư 7 tháng 2 cho biết, lực lượng an ninh Israel vừa nổ súng bắn chết một kẻ tấn công người Palestine sau khi nghi phạm dùng dao đâm trọng thương một nhân viên canh gác ngay tại lối ra vào của một khu nhà định cư Do Thái ở Tây Ngạn. Sự việc được cho là đã xảy ra bên trong khu định cư Khametzer thuộc mạn bắc thành phố Nablus của Palestine. Viên sĩ quan chỉ bị thương nhẹ, nhưng kẻ tấn công đã bị bắn chết ngay tại nơi này. Căng thẳng đã leo thang ở khu vực Trung Đông, đặc biệt là trong vùng Tây Ngạn, bị chiếm đóng kể từ khi nhà lãnh đạo Hoa Kỳ Donald Trump chính thức thừa nhận vùng thánh địa Jerusalem là thủ đô của Israel. Vào tối thứ Ba 6 tháng 2 trước đó, cảnh sát Israel cũng đã bắn chết ít nhất một người Palestine khi đến bố sát một căn tư gia ở thành phố Nablus, nơi họ xảy ra đụng độ với các cư dân. Vào sáng thứ Tư, một màn đụng độ bạo lực giữa lực lượng cảnh sát bán quân sự và các thanh thiếu niên người Palestine đã được ghi nhận xảy ra tại thị trấn Bethlehem. Ba người trong số này đã bị bắt. Trong khi đó, thì trại tị nạn cư ma những người trốn chạy chiến tranh bị pháo kích tại Syria. Đài quan sát nhân quyền Syria đặt trụ sở tại Anh Quốc vào ngày thứ Ba ngày 6 tháng 2 cho biết, nhiều quả đạn pháo đã rơi trúng một trại tị nạn, nơi đang cư mang những người đang chạy trốn chiến tranh gần đường biên giới giáp ranh giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, khiến ít nhất là một người bị thiệt mạng và nhiều người khác đã bị trọng thương. Màn oanh kích như trên đã xảy ra bên trong một ngôi làng tên Afrin thuộc tỉnh Idlib và các quả đạn pháo đã được khai hỏa từ tỉnh Afrin, có đông người Kurd sinh sống ở mạn bắc của Syria. Căng thẳng hiện đang ngày một leo thang trong khu vực sau khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ khởi xướng một cuộc tấn công vào tỉnh Afrin vào tháng trước, nhắm mục tiêu vào các cứ điểm của lực lượng quân dân vũ trang người Kurd YPG. Nhóm YPG trong suốt thời gian qua đã bị cáo buộc là có liên hệ mật thiết với đảng lao động PKK, đồng thời đã bị Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách khủng bố. Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội, phe YPG đã cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ là thủ phạm đứng sau vụ pháo kích ở làng Ahmed. Thưa quý vị, Liên Hiệp Quốc kêu gọi ban hành thỏa thuận ngừng bắn tại Syria. Giới chức trách Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào ngày thứ Ba 6 tháng 2 đã lên tiếng kêu gọi các bên nhanh chóng ký kết vào thỏa thuận ngừng bắn kéo dài trong vòng một tháng, trong bối cảnh những màn không kích đẫm máu đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người vô tội gần thủ đô Damascus của Syria suốt vài ngày vừa qua. Nhiều đoạn video do cơ quan dân phòng White Helmets cung cấp đã quay lại được cảnh tượng các nhân viên cứu nạn đang nỗ lực đào bới đống đổ nát để đưa những nạn nhân của màn không kích ra ngoài. Đợt không kích mới đây nhất tại tỉnh Eastern Ghouta của Syria khiến cho ít nhất 47 người tử vong. Tuy nhiên, thể theo lời của một giới chức thành phố, số người thiệt mạng ở mức 53 người. Liên Hiệp Quốc nói rằng các bên tham chiến cần phải buông bỏ vũ khí để người dân có thể tiếp cận với nguồn hàng viện trợ nhân đạo trong bối cảnh nạn đói đang hoành hành tại các khu vực này. Ứng cử viên Tổng thống Nga Skinia Sobchak kêu gọi người dân không nên tẩy chay cuộc bỏ phiếu vào tháng 3. Thưa quý vị, ứng cử viên Tổng thống Nga Skinia Sobchak vào ngày thứ Ba ngày 6 tháng 2 đã lên tiếng kêu gọi người dân nước Nga nên bỏ qua mọi hiềm khích và đến bỏ phiếu tại các địa điểm bầu cử vào tháng 3 tới đây. Phát biểu nêu trên đã được ông Sobchak đưa ra tại thủ đô Washington, D.C. Được biết, trước khi tham gia vào làng chính trị, ông Sobchak từng là một ký giả và diễn viên truyền hình thực tế Reality Show. Theo lời ông Ksenia Sobchak nói trên phương diện toán học, việc người dân tẩy chay cuộc bỏ phiếu càng giúp cho ông Vladimir Putin chiếm được phần thắng một cách dễ dàng hơn, vì tất cả những người quay lưng với cuộc bầu cử đều có chủ trương ủng hộ đảng đối lập. Kết quả thăm dò dư luận cho thấy, đương kim Tổng thống Nga ông Putin đang có nhiều cơ hội tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai.
Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Việt TV Canada cùng với Thiện Hạnh và Hoài Sa. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái, kính chào.